vị và các bạn thân mến, tại huyện Nông Thôn Mới Đơn Dương, thôn Lạc Viên A với 240 hộ dân và có tới 99% người có đạo, thì hiện nay đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê tông liên thôn nối dài tăm tắp. Vâng, để có được điều này đó là nhờ sự hưởng ứng của bà con trong việc đóng góp số tiền trên 2 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng 4 km đường bê tông và tự bảo nhau trồng cây xanh trước nhà. Đều đặn hàng tuần, chị em phụ nữ thôn Lạc Viên A, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương lại cùng nhau sắn tay dọn dẹp vỉa hè đường phố của khu phố. Với họ, phụ nữ không chỉ là người chăm lo từng bữa ăn và nề nếp sinh hoạt hợp vệ sinh của gia đình, mà chính mình phải là người tiên phong đi đầu để giáo dục con cái về ý thức bảo vệ môi trường. Và điều đó dường như cũng đã trở thành nếp sống của cả cộng đồng dân cư nơi đây. Từ cổng nhà cho đến ngõ xóm luôn xanh sạch đẹp. Nhà tôi thì cũng ngay gần cổng văn hóa, thành ra tôi cũng muốn giữ cho môi trường xanh sạch đẹp để cho nó đẹp thôn xóm và cũng như là để thể hiện được con người có văn hóa. Không chỉ có những mặt tiền mới được dọn dẹp để tạo mỹ quan, mà bà con thôn Lạc Viên A còn nhận thức rằng việc bảo vệ môi trường là trên tất cả các lĩnh vực, từ việc thu gom rác thải đúng nơi quy định, việc cải tạo cống rãnh, kênh mương, mỗi khi mùa mưa về cũng được nhân dân trong thôn thực hiện định kỳ. Không kể già trẻ, tất cả đều đồng lòng. Bà con rất có ý thức trong công tác, nên bản thôn lúc nào cũng thấy rất tự hào và cái thôn có sáng xanh sạch đẹp. Cộng đồng bà con công giáo thực hiện cái chương trình sáng xanh sạch đẹp của mặt trận quyền là một cái điểm sáng từ những năm 2011 đến nay. Nổi lên là cái thôn Lạc Viên A và Lạc Viên B. Tại đó thì người ta đã tổ chức trong cái việc mà vận động nhân dân thu gom tập kết và xử lý rác thải, rồi kể cả về vận động nhân dân trồng cây xanh, nạo vét cây mương, làm đường thông hề thoáng. Thì ở đó tổ chức tự quản người ta thực hiện khá tốt. Mặt trận chúng tôi và các đoàn thể thì đang có cái hướng chỉ đạo ở cơ sở để phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị tham gia vào những cái nhiệm vụ chung, nhất là trong thực hiện nâng cao các cái tiêu chí của nông thôn mới và giữ vững các tiêu chí và hướng đến xây dựng là cộng đồng khu dân cư kiểu mẫu để nhằm hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Công sức của bà con giáo dân giáo xứ Lạc Viên đã được đền đáp xứng đáng bằng một cuộc sống với cơ sở vật chất khang trang đầy đủ như hiện nay, là nền tảng để xã Lạc Xuân trở thành xã điểm của những mô hình bảo vệ môi trường.